Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Giờ này là 3:45. Chúng ta có thể làm việc tới 5 giờ. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 1 tháng 3 năm Tân Mão. Bữa nay ngồi nói công việc này, riêng với tôi thì nó có một cái ý nghĩa có thể gọi là đặc biệt. Nhưng cái đặc biệt đó, cái người thường thì nó đặc biệt dữ lắm, ta cho là đặc biệt dữ lắm, nhưng mà đối với người mà học đạo thì gọi là đặc biệt vậy thôi, chứ không có gì là quan trọng hết. Thì cái đó giờ thì cũng không cần nói ra làm chi, nhưng mà đều cũng nói vậy đó, nghĩa là có cái mà nếu mà người thế gian thì người ta có gọi là cái kỷ niệm đặc biệt, mà mình thì không cần nói. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài học, cái bài mà chúng ta sắp nghiên cứu. Bữa nay chúng ta vẫn còn học ở trong cái phần tập đế. Còn học một cái phần tập đế, có lẽ là bữa nay chúng ta hiện giờ nó còn tới trong tập đế nó còn hai cái mục nữa, mục thứ ba và mục thứ tư, tức là kiến tư hoặc và tầng sa hoặc. Bữa trước thì chúng ta học về tam tế và lục thô rồi. Tôi nhắc cho đại chúng, tôi nhắc cho Phật tử mà cái này là nhất cái đối tượng quan trọng, là tôi muốn nhắc cho tăng ni trẻ để về tứ đế thật là sâu sắc. Như vậy là hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ thứ 78 lận à. Hôm nay tới kỳ 78, chúng ta học tiếp tục học về tập đế về kiến tư hoặc và trần sa hoặc. Cái này quan trọng dữ lắm đây nè nha, Phật tử cũng quan trọng, mà tăng ni trẻ thì càng quan trọng hơn. Tôi có thể nói rõ với các vị, nhất là tăng ni trẻ, tôi ở trong cái trường Phật học, tôi nhẫm chân mà nhào lộn lặn hợp ở trong Phật học hơn 60 năm, tới năm nay là hơn 60 năm. Tôi nói cái này nó có lẽ là nó hơi lộ cái bí mật của bí sử của bí sử trong thiền môn. Thì cái này dầu cho có tiết lộ ra đi nữa, nghe nó có chút nào đau lòng đi nữa, chứ nó cũng là một sự thật. Nhưng mà tôi cần nói cho nhóm tăng ni trẻ biết,
cũng như là thành phần Phật tử tại gia biết. Đất nước Việt Nam ta đó thì nếu mà nói về theo cái lịch sử của đất nước thì là đất nước ta mặc dù là được độc lập từ cái thời kỳ và giành độc lập cho dân tộc đó là từ thời kỳ Đinh Tiên Hoàng, là chống các cái thứ giặc ngoại xâm để giành độc lập cho đất nước. Thường thường các nhà lịch sử người ta cho rằng là lấy cái mốc của Đình Bộ Lĩnh đó, lấy mốc của Đình Bộ Lĩnh mà lên làm vua đó. Người ta cho đó là cái thời kỳ lập quốc mà mình tuyên bố độc lập thẳng thừng, là thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh, tức là Đinh Tiên Hoàng Đế. Thì mặc dầu là Đinh Bộ Lĩnh xưng đế, xưng hoàng, cho nên là vua Đinh Bộ Lĩnh gọi là Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng tức là ông vua. Ông vua này lập ra đời nhà Đinh, mà là cái người trước tiên, cái người giành độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam, là có thể gọi là trước tiên lấy cái mốc đó làm trước. Còn trước kia thì cũng có quánh đánh tới đánh lui, đánh qua đánh lại với các cái giặc của ngoại xâm, cũng có giành độc lập, nhưng mà độc lập nó ngắn ngủi hoặc là nó chưa hoàn chỉnh, là chưa an bài, chưa hoàn chỉnh được bao nhiêu công chuyện của đất nước thì bị mất nước trở lại. Kể từ ngày Đinh Tiên Hoàng lập ra cái nền quân chủ đó thì tương đối là vững vàng hơn. Tuy nhiên là từ đó về sau mà Đinh rồi Lê rồi Lý, tới Lý thì vững vàng hơn một mức nữa. Rồi tới Trần thì vững vàng hơn, cho nên là mới có ra Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ rồi đó. Đinh Lê Lý Trần Hậu Lê. Tuy nhiên là nói về mặt chính trị, về mặt quốc sự thì là tới Tiền Lê cũng như Hậu Lê đều là bị ngoại xâm khuấy phá dữ lắm. Tới đời nhà Trần thì cũng đánh bao nhiêu trận Nguyên Mông hả? Rồi Hậu Lê cũng đâu có yên ổn gì. Cho tới cái thời kỳ mà là Lê Mạc thì thời kỳ Chiêu Thống rồi đó, thì mình cũng vẫn bị là ngoại xâm nữa thôi. Ngoại xâm là ngoại xâm của nước đàn anh là Trung Quốc. Thì do vậy mà về mặt chính trị thì nhân dân ta hết sức là cực khổ, nhưng mà cũng hết sức là anh hùng. Bao nhiêu phen độc lập và bao nhiêu phen bị áp bức rồi đô hộ trở lại, tức là ngoi lên rồi bị đè xuống rồi ngoi lên rồi vươn lên. Cho tới cái giai đoạn mà là Nguyễn Huệ mà đứng lên là giữa Gia Long với triều Gia Long với Nguyễn Huệ đó, thì lúc đó mình có an ổn gì đâu. Gia Long thì cũng là giành độc lập đó, nhưng mà cứ theo sử thì Việt Nam mình coi cái công trình độc lập đó nó không có quý lắm. Dù là cũng có đóng góp, cũng có xây dựng đất nước, nhưng mà cũng không quý lắm. Rồi tới Nguyễn Huệ lên rồi giành được quyền bính sắp xếp đất nước thời gian ngắn thôi, cuối cùng là Nguyễn Huệ thua.
Mà tôi nhớ rằng cái thời kỳ mà Nguyễn Huệ lên nắm chính quyền, nắm dân mạng đất nước, rồi Nguyễn Huệ có bắt mấy ông tu sĩ là mở trường thi cho tu sĩ, đề xuất là tu sĩ là phải có thi. Tôi nhớ là lấy cái bộ kinh, cái giáo lý của Bát Nhã Ba La Mật, cái bộ kinh Kim Cang đã bắt tu sĩ thi. Thì đó là một việc làm hết sức là nếu mà làm theo đó, ứng dụng theo đó được thì phải nói là may mắn cho Phật giáo. Nhà nước, về mặt nhà nước, về mặt vua mà người ta quan tâm tới tới tôn giáo, mà người ta đề xuất ra phải thi cử học tập cho nghiêm túc như vậy, nếu mà làm được cái việc đó mà đều đặn thì đất nước mình về Phật giáo, riêng về Phật giáo thì có thể là tốt lắm. Nhưng mà việc đó cũng không thành công. Đề xuất thì có mà không thành công. Do vậy mà cho tới ngày nay thì đất nước ta coi như là ở trong suốt một cái chuỗi dài năm tháng vậy đó, là lạc vật giả chiến tranh mà nội bộ không có được ổn lắm. Thì từ cái thời Gia Long cho tới cái khi mà giặc Pháp nó làm quốc bảo, nó đô hộ, nó bảo trợ sự độc lập tự do dưới quyền giúp đỡ của nước Pháp, thì lúc đó Phật giáo không có được cái gì hết. Lúc đó đạo Phật không có được ưu đãi. Mà lúc đó thì mình không nói chi, nó đụng chạm đến lòng. Chứ lúc đó thì là thực dân Pháp rồi, người ta đưa cái đạo Thiên Chúa vô, để cái đạo Thiên Chúa mà đi song song lại với cái chính trị của nước Pháp, để mà ta kiến lập cái nền đô hộ của ta lâu dài. Mà tôn giáo là cái nguồn an ủi. Mà trong lịch sử thì tôn giáo mà của bên Thiên Chúa giáo đó, nó đi đôi là với cái nền chính trị của các cái nước thực dân đó, nó cái công ích của nó, cái lợi lộc của nó đi đôi nhau, nó gắn bó gì lắm, cho nên nó được ưu đãi. Còn Phật giáo thì cứ âm thầm mà tu tập để mà tự giải thoát cho mình, và nếu có được phần nào thì cũng tự mình nhoi lên, rồi mình nhắc nhở để truyền bá cho nhau trong cái tình trạng coi như là nội bộ của đạo Phật, chứ không được sự giúp đỡ của về mặt chính quyền của cái thời ấy ủng hộ sau lưng để đi song song với tôn giáo và chính trị như là đạo khác. Hiện giờ các đạo khác người ta đứng vào trong cái thế đó, cho nên người ta được mạnh dễ dàng hơn Phật giáo. Phật giáo không làm cái thế đó, không đi con đường đó. Do vậy mà Phật giáo nghĩa là coi như là tự lập, coi như độc lập, vì muốn tự do cho nên bằng lòng tự lập. Do vậy mà Phật giáo thời gian dài đó, cái việc đào tạo giáo dục của nó không có quy củ gì hết đó. Do vậy mà cái việc học Phật giáo cho tới cái thời kỳ của tôi được học cho tới năm nay, cứ lấy theo cái tuổi tôi đó là 84 năm. Và trước tuổi tôi, các bậc tiền bối tôi đó thì cũng có những cái số đại lão hòa thượng cũng nhiệt tâm với đạo, cũng có những hàng cư sĩ nhiệt tâm với đạo, nghĩa là trong lòng thì là tích cực xiển dương chánh pháp.
Nhưng mà môi trường và hoàn cảnh thời đại, cái cơ hội mà để vươn lên đó, để bật dậy đó, nó không có được sự ủng hộ giúp đỡ nhiều. Cho nên là đạo Phật của mình đó, nó lu mờ dữ lắm. Dù là có các cái phong trào, các vị tiền bối cũng nhiệt tình với đạo Phật, nhưng mà bật không lên. Do vậy mà cái cách mà dạy của đạo Phật trong cái thế hệ của tôi đây, dạy đạo Phật cũng rất là tầm thường. Xin lỗi các bậc tiền bối phải nói như vậy, dạy đạo Phật rất là tầm thường. Quy mô thì không có, quy củ là cũng là chấp giá giá díu vậy thôi, chứ còn không có một cái lập trường, một cái tôn chỉ, một cái chương trình đào tạo nào cho nó quy mô. Cũng có cái tôn chỉ nào để đào tạo cho nó nhất quán. Thành ra học kinh điển nó không có sâu. Chỉ là cái giai đoạn chớm nở bắt đầu, thành ra có học đã là may mắn lắm rồi. Cái giai đoạn của tôi học là có học đã là may mắn lắm rồi. Giai đoạn của tuổi tôi là không dễ gì mà có cái chỗ học an ổn đâu. Mà được học an ổn một giai đoạn dài, mà tôi làm việc tới năm nay liên tục hơn 60 năm mà liên tục đó, phải nói rằng là kiếm cái người thứ hai cỡ tôi không có. Nói thẳng thừng như thế. Là tại vì tôi là có cái đặc biệt của tôi là tôi không có lập chùa chiền gì hết. Từ khi học trường rồi gọi là tốt nghiệp, gọi là ra trường ha, cho tới bây giờ là chỉ có cái việc là dạy Phật học, giảng Phật học, nói Phật học, và không chùa chiền, không sự nghiệp, không đất đai, không có lãnh cái vai trò, cái nhiệm vụ chức tước địa vị gì ráo. Cho nên là phải nói rằng là tôi là cái đó có một cái chút xíu phước nhỏ nhỏ. Tôi đi trọn ở trong con đường của tôi đi là đi trọn ở trong Phật học. Cho nên cái thấy của tôi ngày nay là nếu mà Phật tử mà chịu nghe là các vị có được nhờ cậy dữ lắm. Còn các vị tăng ni trẻ mà chịu nghe đó thì các vị nắm được một cái số giáo lý căn bản mà do mấy mươi năm tôi đúc kết rồi bây giờ tôi gửi gắm vào trong những cái buổi mà tôi nói chuyện vậy nè, cái buổi mà nhắc nhở tôi học từ xa này nè, tôi đúc kết những cái cần thiết lắm. Tuy nhiên là tôi có cái nhược điểm, tôi tự biết rằng là do một cái nỗi ưu tư, nỗi cái tấm lòng mà nhiệt tình lo lắng, nhìn qua cái những chục năm, những trăm năm dài của thời đại mà đạo Phật của chúng ta nó bị suy thoái, nó bị sa sút, thậm chí nó trong cái hàng ngũ tăng ni mà hướng dẫn tu tập nó lệch lạc nhiều quá đi. Cho nên là tôi có nóng lòng về cái việc đó, cái việc mà lệch lạc nhiều quá, sai trái nhiều quá, bị đạo Phật, giáo lý đạo Phật bị pha trộn nhiều quá đối với những cái tà kiến, với cái ngoại đạo. Vì nóng lòng chỗ đó, vì nhiệt tình quá, cho nên những cái lối mà triển khai nhắc nhở của tôi đó thì tôi xoáy sâu vào những cái lỗ thủng mà cái bằng ghẻ lở, những cái lỗ thủng của những cái mục nhọt thúi tha nó hoành hành cơ thể đó. Tôi vì nhiệt tình cái chỗ đó, tôi muốn cho thuốc cho mạnh, cho nặng, đang cho giết cái loại vi trùng mà làm cho cái cơ thể Phật giáo bị nhức nhối, bị hoành hành, bị thúi tha, bị mũ nhọt hôi tanh. Thì tôi cho thuốc mạnh. Tôi nếu mà nói như theo thầy thuốc, tôi là cái người mà cho thuốc mạnh và chịu chấp nhận là mình
mình đổ đổ cái nước cái bằng xì già cái nước xì già oxy già hoặc là alcohol mà cái thứ mà trong độ đó mà nhúng một gòn rồi mà lao mạnh vô trong đó đó thì về cái mặt tẩy trùng sát khuẩn thì rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên là nó làm cho cái cơ thể của người của người bị bệnh đó, của người bệnh được trị bị trị đó hả, nó đau quá, nó rát quá, thành ra người ta có thể nói là trị là mau lành bệnh rất là hay, nhưng mà có thể người ta không chịu, người ta ghét cũng có, ta ghét cái ông thầy thuốc gì mà trị bệnh đau quá, rát quá, là tại vì muốn diệt tình, muốn diệt khuẩn, đổ oxy già. Oxy già thì chịu đi, người nhiều người chịu được á, nhưng mà chơi coi mà 100 độ đó thì người ta dùng giấy giữ lắm. Đó là cái chứng bệnh, cái nhược điểm của một thầy thuốc trị ghẻ lỡ như tôi biết cái đó, nhưng mà tôi hy vọng rằng Phật tử phải xí xóa ha, quan hỷ đi, thì các vị có thể nhận được những cái kết quả tốt, là virus vi trùng nó đục nó khoét ra làm đau nhức, làm thối tha cái cơ thể của những của Phật giáo đấy, nó được mau sạch sẽ và nó đem lại cái an lành nhanh tốt như người thầy thuốc mà trị bệnh mạnh cho thuốc mạnh vậy. Thì tôi muốn nói vậy có nghĩa là đây là cái vấn đề mà mình học đây đó nha, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, và nó nằm ở trong cái hệ giáo lý tứ đế, nó hay hết sức là hay, nó là một cái phương pháp tu hành ứng dụng là để đi tới cái thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, và đó là một cái nấc thang để mình leo phóc phượt lên cái tới cái nấc thang cuối cùng của cái đạo Phật, đó là quả vô thượng bồ đề được đó chứ. Ấy thế mà cái việc đào tạo giáo dục của Phật giáo chúng ta từ lâu rồi không đặt cái vấn đề quan trọng là kiến hoặc tư hoặc, không đặt vấn đề quan trọng là tập đế, là nó gồm có nó gồm có cái căn bản của nó là tam tế lục thô. Tam tế lục thô ít nói lắm, trừ ra cái thành phần mà có học cỡ như tôi vậy nè, là học đại thừa khởi tính, mà tôi là cái người moi móc, tôi nắm được từng món, từng cái, từng cục ở trong cái kho tàng giáo lý tôi đem ra, chứ còn anh em tôi là còn không nói, không có nói được kia mà. Anh em tôi học thì có học đó, nhưng mà họ không moi ra, họ không nắm ra, họ không bóc ra từng cái để họ làm ra cái bánh để họ cho đâu, để cho ai đâu, không có. Cứ học vậy đó, rồi gì dạy cứ ngồi thiền đi, nhưng mà thiền thì cũng không nắm được cái thiền là cái gì. Dạy ngồi thì có, dạy sắp hàng ngũ rồi có, bê tích rồi cầm đi đập rồi cũng giả đò đập như mấy ông tổ hồi xưa thì có. Chứ Phật Thích Ca hồi xưa tu hành đâu có đập bê gì đâu, ngồi ngoài rừng ngoài rú vậy đó, đâu có cần phải có người dắt cây đi đập, cũng cần ngồi hàng ngũ vậy đó, thiền định không cần hàng ngũ vậy đó, muốn ngồi đâu ngồi, cái đó lại không nói. Còn vấn đề là tam tế lục thô là hết sức quan trọng, đó là vô minh gốc đó, mà cũng ít có người nói lắm. Các vị nghe coi, hiện giờ đó là trong nước cũng như ngoài nước đó, là giảng đạo người ta đâu có đề cập tới tam tế lục thô chi. Người ta dạy cúng, dạy lại, dạy cầu nguyện, dạy tụng dược sư, dạy tụng từ bi thủy sám, rồi dạy lại cái bằng sám hối của lương hoàng rồi vậy đó, lại nhiều lắm. Nhưng mà còn vấn đề tam tế lục thô, vấn đề kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc đó, gần như là không có người nói. Và nếu có nói đi nữa là cũng nói cách nghĩa là phớt qua,
Nhưng mà sự thật đó là cái mà mấu chốt, cái là then chốt, cái là căn bản, cái là cội gốc của đường tu hành á, thì là các vị ít có nghe lắm, ít có được khuyến khích. Cho nên tôi muốn nhắc cái tăng ni trẻ là tôi khuyến khích các vị tăng ni trẻ là phải học. Về khổ đế ra thì 11 món tôi đã nêu ra rõ rồi đó. Rồi bây giờ ra tập đế là các vị phải để ý là tam tế nè. Diễn biến lên tam tế là vô minh căn bản, là vô minh gốc đó. Diễn biến lên lục thô nè. Rồi từ lục thô nó diễn biến ra là tư hoặc nè. Rồi kiến hoặc nè. Rồi tầng sa hoặc nè. Nó đảo ngược lại toàn bộ đó đều là phát xuất cái gốc từ vô minh hoặc. Tôi muốn nhắc cái đó để cho tăng ni nhắc lại cho Phật tử sau này, để chỉ cho người ta tu hành. Chứ tu hành mà vô chùa con ăn chay được nhiều ngày tháng, con niệm Phật đêm được mấy chuỗi, cái đó không phải đâu. Cái đó là bìa chéo, râu ria, tầm thường. Không phải đạo Phật là vậy. Con lại sám hối có đi thường không? Có lại dược sư, sám hối dược sư hay là từ bi thủy sám hay là lương hoàng sám rồi có lại không? Không ăn thua. Có lại đi nữa chết ngã lăn tại bàn Phật đi nữa cũng không ăn thua. Đạo Phật là không cần lại đâu. Nếu là chư Phật chư Bồ Tát là không cần ai lại hết. Và cũng không có ở không đâu mà ngồi đó để cho người ta lại. Mà nếu người ta lại mà không ngồi đó thì để cho người ta lại làm cái gì? Dạy người ta lại để làm cái gì nếu Phật không chịu ngồi đó? Mà nếu mà Phật và Bồ Tát chịu ngồi đó thì lại để làm cái gì mà giúp đỡ người ta bằng cái phải để cho người ta lại? Cho nên cái đó không có cần. Cái cần là cái này nữa. Cái cần là phải nắm vô vững 11 cái món khổ là có thật. Từ vua quan sĩ thứ, tất cả mọi người trên thế giới đều dướng vào trong 11 món khổ là có thật, gọi là khổ đế. Rồi còn tập đế là cái khổ đó là do cái tập nhân. Cái khổ quả là do có cái tập nhân. Thế thì tập đế là nhân của khổ. Nhân của khổ là gồm có những gì? Đó là tam tế. Từ tam tế nó diễn ra lục thô, từ tam tế lục thô nó diễn ra tư hoặc, từ tư hoặc nó phát sinh ra là kiến tư hoặc, và là kiến tư hoặc đó nếu mà có tu tập, có trình trị nó đi là song song kiến tư hoặc, nó còn một cái loại hết sức là dễ nhạy cảm, một cái loại cái hoặc mà rất nhạy cảm, đó là tầng sa hoặc. Mà tất cả những thứ sai lầm đó, những thứ hoặc đó, gốc của nó là vô minh hoặc. Mà vô minh hoặc là cái gì? Đáo ngược dòng trở lại, nó là tam tế lục thô, nó là kiến tư hoặc, trần sa hoặc. Cái đó tôi mong rằng là tăng ni trẻ để ý cái đó, để nhắc nhở Phật tử cũng phải học cái đó. Còn ăn chay là cái đồ lặt vặt, ăn cũng thành Phật mà không ăn cũng thành Phật được. Ăn chay không thành Phật được, nhưng mà đều nói là phải nói cho nó rành, để có người ta xuyên tạc đấy. Không ăn chay thì phải ăn cái kiểu của Phật hồi xưa. Mình ăn cái bằng tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục ha. Đó, không ăn chay mà ăn tam tịnh nhục hay ngũ tịnh nhục, điều đó có thể thành thanh văn duyên giác, có thể đi lên con đường Phật, không sao hết. Rồi còn cái lại đó, không lại, hoàn toàn từ đầu tới cuối không lại cũng không sao. Nhưng mà nếu mà lớn tuổi rồi muốn lại chơi cũng được. Lại chơi, nhưng mà nếu mà cái lúc mà mình lại chơi đó, gọi là lại chơi đó, là có tượng vẽ cũng được, không cần phải tượng cốt để thờ. Nếu người ta không thích thờ tượng cốt, tượng vẽ cũng được. Nhưng mà dầu tượng cốt hoặc tượng vẽ đi nữa lại cũng không sao. Nhưng mà kêu bằng lại chơi. Chứ mà phải biết rằng ở trong cái tượng vẽ, tượng cốt đó không bao giờ có Phật. Biểu trưng cái chỗ đó là cái đối tượng
cái đối tượng mà mình đặt cái niềm tin tưởng vào cái tôn giáo mà mình tín ngưỡng. Nhưng mà tôi nói chữ tôn giáo tín ngưỡng là tôi nói phương tiện vậy thôi, chứ còn đạo Phật là dùng chữ tôn giáo và tín ngưỡng là đã là không trúng đạo Phật rồi. Mình nhìn nhận đạo Phật là một tôn giáo, và tôn giáo đó để cho mình tín ngưỡng là cái đó đã không trúng đạo Phật rồi. Cho nên là tăng ni trẻ để ý cái đó đó. Tại nó có thể lại Phật là lớn tuổi rồi đó mà mình lại để mà thể dục thể thao, mình cộng với cái thể dục thể thao và mình hướng về cái điểm mà mình đặt niềm tin, đó là cái bàn thờ Phật, thờ Bồ Tát. Thậm chí cái bàn thờ ông bà cũng không sao. Cái bàn thờ ông bà thôi mà mình nghĩ, mình đốt nhang rồi mình tưởng tượng rằng là chỗ đó là cái chỗ mà mình tin tưởng có Phật ở trên đó, mình lại cũng được, lại để thể dục thể thao cộng với cái tâm mình hướng về cái điểm tin tưởng mà mình tin tưởng thì cũng có lợi ích. Nhưng mà cái đó không phải làm cho con người thành Phật được. Thành Phật phải là cái tâm thanh tịnh, trở về với cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ sẵn có của mình, là phải loại bỏ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Cái đó mới là cái chánh, cái đó mới là cái điểm thành công của mình, là từ ở chỗ loại bỏ, gột rửa những cái thứ sai lầm đó. Sai lầm tức là hoặc đấy, chứ hoặc có nghĩa là sai lầm. Chứ hoặc nó đi chữ lậu, hoặc và lậu. Ai có sai lầm, ai bị sai lầm thì nó đi tới cái chỗ lọt rớt. Lọt rớt ở trong cái cảnh giới đau khổ, đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên trong Phật giáo chữ hoặc nó đi kèm với chữ lậu. Nếu người nào mà còn bị hoặc là người đó còn bị lậu. Hoặc lậu đi kèm nhau. Chữ lậu là lọt, là rớt. Thí dụ như mình là con người vậy là mình sống an nhàn sung sướng vậy nè. Nhưng mà nếu mà mình không có tu tập tốt, mình không biết học đạo thì mình bị lọt, bị rớt ở trong con đường địa ngục. Cái tâm của mình nó thành ra cái tâm địa ngục. Hoặc là có lúc cái tâm mình nó thành cái tâm ngạ quỷ, hoặc có lúc cái tâm mình nó thành cái tâm súc sanh. Thế thì nếu mà nó lọt vào ngạ quỷ súc sanh đó, tức là mình bị lọt đó. Chứ cái phẩm chất của con người nó không phải là, nó không có ngạ quỷ được, nó không có súc sanh được, nó không phải là càng không có địa ngục. Nhưng mà nếu mà nó hoành hành, nó tác động khổ cung cực như địa ngục, và cái khổ cũng là kế cùng cực là ngạ quỷ và súc sanh, thì đó là mình bị lọt rớt đó, gọi là lậu ha. Thì nó hoặc là nó làm ra lậu. Học vậy đó. Tất nhiên là tôi nói là tôi nhắc nhở cho nên nó không có lấp lan gì kỹ. Và một cái nữa là nói nhiều, nói tới nói lui. Mà nói tới nói lui chừng nào mà cái người nghe mà dễ chán đó, thì cái người nghe nó thuộc nhiều dữ lắm rồi đó. Còn nghe mà chưa chán, nghe mà chưa thuộc đó, thì cái sự tiếp thu nó chưa, mình chưa có ứng dụng, nó chưa có thuần thục đâu. Chừng nào mà tôi vừa nói ra là các vị nghe là chán đó, là các vị có thể đem cái đó ra ứng dụng mọi lúc cần thiết, rất là hữu hiệu. Thế thì bây giờ đi vào bài đây nè. Cái bài này là tôi cho là hay lắm, nhắc nhở mình. Nếu mình thuộc cái bài này là nó nhắc nhở mình rất là hữu hiệu trên con đường, nghĩa là hành đạo, hành thiền. Do vậy mà những cái bài của tôi viết vậy tôi gọi là tham thiền đó. Tức là nó là cái đề tài để cho mình tham thiền. Cứ theo cái tập này đó, cái bài mình đang nói đây đó, thì đây là cái tập 3 của ngón tay chỉ tăng. Mà cái bài này là cái bài thứ 7, cái bài tham thiền thứ 7 ở trong cái tập
ngón tay chỉ sang thứ ba, mà mình đang học về cái mục B của giáo lý tứ đế là tập đế. Rồi trong cái tập đế này nó có nhiều cái, thí dụ như là tam tế, lục thô, rồi đây là tới cái điểm cái bài thứ ba là kiến tư hoặc ha, kiến tư hoặc. Vậy thì kiến tư hoặc là gì? À, đây là cũng cái học quan trọng đây nè. Tại sao trong kinh đồ, trong kinh điển, trong cái chương trình học người ta dùng chữ kiến tư hoặc mà người ta không dùng chữ tư kiến hoặc? Nếu người ta nói là phần tập đế nó có tập tế lục thô, nó có tư kiến hoặc thì có sao không? Khi mà nói tới hai cái thứ hoặc đó, người ta gọi là tư kiến hoặc, nó có sao không? Nó có lợi gì không? Hay là nó có lỗ lã chăng? Còn người ta gọi là kiến tư hoặc, vậy thì nó có lợi gì? Và nếu tư kiến hoặc thì nó có hại gì không? Đó là một vấn đề phải thiền định mới thấy. Nhưng này đó, hai cái từ đổi tới đổi luôn thôi mà không có thiền định là các vị không biết vì sao mà người ta gọi là kiến tư hoặc. Và nếu tôi đổi lại, tôi nói tư kiến hoặc, mà nếu các vị không có thiền định, các vị cũng không thấy được cái sự cần thiết mà tôi nói ra như vậy để làm gì. Thường thường là sử dụng kiến tư hoặc đó là cái ý của người ta dạy dỗ, nhắc nhở, người ta muốn cho mình biết rằng là cái kiến hoặc là cái thứ sai lầm do ngoại lai, ngoại cảnh nó tác động mà nó làm cho mình sai lầm. Do vậy cho nên nếu mà cái sai lầm mà thuộc về kiến hoặc á, trên bước đường tu tập mình trừ diệt nó tương đối là dễ diệt, dễ trừ, dễ gột rửa hơn. Do vậy mà khi mà đứng vào cái khía cạnh đó là ta gọi là kiến tư hoặc. Còn ta nói chữ kiến hoặc trước, còn chữ tư là cái hoặc nó nặng nề hơn. Cái tư hoặc đó, cái sai lầm của tư hoặc đó nó nặng nề hơn, nó trầm trọng hơn, phải tu tập sâu hơn, sâu hơn, liên tục thường xuyên, kỹ lưỡng hơn thì mới đụng tới cái tư hoặc. Do vậy mà khi mà nhắc nhở trên bước đường tu tập, người ta chỉ dùng kiến tư hoặc để nói lên rằng là phải loại bỏ cái kiến hoặc trước, là bỏ được kiến hoặc rồi mới có thể loại bỏ được cái tư hoặc. Đó. Do vậy mà khi mà thông thường nói là nó loại trừ bỏ kiến tư hoặc, tận sơ hoặc rồi mới vô minh hoặc. Nhưng mà bây giờ đây tôi muốn nhắc cái tăng ni trẻ là các vị có thể nói rằng là tư kiến hoặc. Đứng trên cái phương diện tu hành của một tu sĩ mà đi sâu vào đạo Phật, người ta nói rằng tư kiến hoặc có nghĩa là mình phải đào sâu hơn, mình phải moi kỹ hơn, mình mới gặp được cái tư hoặc, mình mới loại bỏ, mới gột rửa được cái tư hoặc. Bởi vì tư hoặc nó nằm sâu, nó trầm, giống như mấy con cá to nó nằm ở dưới 20-30 thước nước biển trở xuống, nó nằm sâu vậy đó. Có những loại cá kình, cá bự, cá nó nằm ở dưới cả 40-50 thước nước biển, ở dưới đáy biển đó. Còn cái loại mà cá mà mình bắt dễ là giống như là cá đối, cá chép, cá ngừ, cá nục này kia đó, nhất là cá cơm ha, cái đó là cái lưới đó cạn ở trên nó bắt được rồi, vì cá nhỏ nó nằm trên gần trên mặt nước ấm, trên mặt trời. Còn cá lớn thì nó nằm ở dưới từ 15 thước nước sâu cho tới 40-50 thước nước sâu mới có những con cá bự kinh khủng ở dưới. Thế thì là kiến hoặc nó giống như là cá đối
cá đối, cá ngừ, cá chép, cá ngát, cá tài tượng, vân vân. Còn như tư hoạt thì là nó là loại là cá kình. Do vậy mà thông thường người ta nói là tao nói kiến tư hoặc kiến tư, nhưng mà mình nói về mặt tu sĩ mình nói là phải nói tư kiến hoặc. Thế thì nghe qua đó các vị thấy tầm thường. Tư hoặc là gì? Không có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng mà kỳ thật là rất là kinh tởm và hãi hùng cái sự tác động hoành hành của nó. Nó làm cho con người chịu khổ, khổ hành khổ, hoại khổ, sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly cầu bất đắc quán tán hội ngũ ấm xí thành, tức là 11 con khổ đó đều là do tư và kiến hoặc hoành hành đấy, chứ không do ai khác hết đấy. Do vậy mà muốn loại bỏ cái khổ quả kia là phải học cái nhân này. Cái nhân là tập đế đây, là tư kiến hoặc đây. Mà cái nhẹ hơn kiến hoặc nữa đó là trần sa hoặc. Cũng là một thứ sai lầm. Sai lầm nó dễ đụng, dễ gặp, dễ có. Đó là thứ trần sa hoặc. Có thể là thấy nghe ngỡ nếm xuống biết dài dài trong cuộc sống đều là nó sanh ra là trần sa hoặc được hết. Nó rất nhiều, nhưng mà về một cái mặt mà gột rửa diệt trừ đó thì nó dễ, giống như là đi đánh lưới cá linh, đánh lưới cá linh, cá cơm vậy đó. Cho nên ta làm mắm mà mắm cá linh với mắm cá cơm với các cái thứ mắm mà mắm cá kình không có. Bởi vì là cái loại đó nó ở dưới sâu mà nó ít. Nó ít hơn nhưng mà nó ở dưới sâu vậy. Thành ra ta đánh cá linh, ta làm nước mắm cá linh với cá cơm, để với cá mè, cá chốt rồi bày bạ vậy đó. Cái loại đó nó không có ở sâu. Cho nên người ta đánh được rất nhiều, người ta đánh một lần là mấy chục tấn về ta đổ ào ào vô trong ta làm móc. Là tại vì cái thứ đó cá ra nó ở cạn cho nên nó nhiều lắm. Còn cái trần sa hoặc nó giống như cá cơm, cá linh, cá hè, cá chốt. Cá chốt ở sâu hơn cá hè nha. Cá chốt ở sâu hơn cá linh, cá cơm. Nhưng mà tương đối là cũng bắt nó được luôn. Vì vậy mà ở miền Nam, miền Tây Nam Bộ là cái vùng Bạc Liêu rồi, người ta đánh cá chốt lên, từng ghe vậy, người ta làm khô, người ta bán. Tại cái loại cá nó cá nhiều ở đây là, bây giờ mình nói vì sao mà ta gọi là kiến tư, vì sao mà ta gọi là tư kiến hoặc. Ý nó vậy đó. Bây giờ đây là kiến tư hoặc đề. Kiến tư hai thứ hoặc trầm kha. Nhốt buộc nhân sinh mãi lại qua. Nó nhốt buộc. Tam giới lao tù quanh sao nẻo. Thênh thang đường sáng mấy ai ra ghi gục. Cái bài này nhắc nhở hay lắm đó. Nhắc nhở hết sức là chính xác. Tôi gọi là hay là có hay thiệt đấy. Tuy nhiên là không phải hay với mọi người. Người nào bằng lòng theo dõi cái tư hoặc, cái kiến hoặc, cái trần sa hoặc để mà gột rửa, mà loại bỏ, mà tiêu trừ nó, để mà vượt ra ba cõi đó, thì cái người đó thấy cái bài này nó hay dữ lắm, nó cần thiết lắm. Cái ngôn từ nhắc nhở của nó rất là hữu hiệu, chính xác.
Tuy nhiên là có những người, người ta không có cần tu cái kiểu mà loại trừ gột rửa, mà người ta cần lại lục giác sinh. Thì ta coi cái bài này là của những cái thằng khùng nó nói, người ta mắng nhiếc, người ta nói cái gì đó người ta không cần thiết. Cho nên tôi gọi là hay cũng có, mà người ta nói là thằng khùng nhiếc cũng được, cũng có, là tại vì người ta đâu có cần cái loại trừ gột rửa, ta cần giải đạo, ta chỉ cần con lên chùa lễ Phật đi con vậy đủ rồi. Thì nói cái vụ kiến tư hoặc trần sao vô minh hoặc để làm gì? Ta hỏi chứ con ăn chay được mấy ngày? Nó dạ con ăn chay được tháng 10 ngày là ta cho là quý rồi. Nhưng mà ăn chay rồi còn làm cái gì tội lỗi của thân của miệng của ý rồi ta không có nói. Hãy nói cái tội lỗi của thân miệng ý là phải nói vấn đề là kiến tư hoặc trần sao hoặc và vô minh hoặc ha, chỉ cái đó ta mới biết thế nào là tội lỗi, tội lỗi nó phát xuất từ đâu. Nhưng mà nếu mà các vị không bằng lòng chỉ cái đó cho đệ tử Phật, cho những người tu hành biết, thì đọc cái bài này các vị nói của thằng khùng, mấy thằng khùng nó giết, trong đó có thằng khùng Từ Thông nó nghiên cứu nó giết ra cái bài này. Ta đâu có biết cái gì đâu, cuộc đời ta làm trụ trì 70-80 chùa một lượt gì, ta đâu có nói kiến hoặc là cái gì đâu, ta đâu có nói tư hoặc là cái gì đâu, càng không có biết cái vụ trần sa vô minh là hoặc là cái gì ấy. Mà ta có 80 cái chùa, 10 cái chùa, 15 cái thiền viện, 30 cái thiền viện ta đang phát triển đây, ta đâu cần nói cái này đâu. Cho nên là tôi nói rằng là tôi đọc cái bài tôi nói rằng hay thì cũng có hay thiệt đó, mà cũng có người nói của càng khùng, nhất là những cái không cần thiết gì đối với ta cả. Ta có 15 cái, 20 cái thiền viện, 20 cái chùa, và ta đã từng làm thêm bao nhiêu am thất người ta cho đệ tử ta đây, mà ta đâu có cần biết kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh hoặc là cái gì, ta đâu cần biết tam tế lục thô là cái gì, mà người ta có tới mấy chục cái thiền viện, mấy chục cái chùa và bao nhiêu ngàn đệ tử đây thì sao? Đấy, vấn đề là cái chỗ đó đó. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ là tôi muốn nói rằng là tôi nhắc nhở các vị phải hướng nội để mà tu tập, để mà có cái sự giải thoát. Mà trên bước đường giải thoát đó thì phải có cái quả tu đà hoàng, quả tu đà hàm, quả a la hàm, quả a la hớn. Mà muốn được cái quả a la hớn là phải đi ngang qua kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Không đi ngang qua những cái thứ sai lầm này, không biết, không đã động gì hết, không học tập gì hết, thì các vị không có cơ hội để đi ngang qua cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hớn đâu. Là càng không bao giờ có biết Phật là gì. Rồi các vị đi mướn Phật ngọc mà lại thì được gì? Rồi các vị đi mua Phật đồng đem về để thờ rồi lại muốn chết đâu có được gì? Rồi mướn Phật xi măng mà xi măng đá quý, Phật ngọc bằng đá quý cũng đâu có được gì. Mà vấn đề này mới là quan trọng. Vấn đề tư hoặc kiến hoặc trần khoa sao hoặc vô minh hoặc mới là quan trọng. Quan trọng nhất, quan trọng số 1, quan trọng then chốt và căn bản ở trong đạo Phật. Cho nên tôi mong rằng là các tăng ni trẻ để ý thử coi. Không có thử, nếu mà học thiệt là phải học vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có những người nghe mà chịu được, có người nghe chịu không được, thành ra là tôi khuyến khích học thử. Chứ kỳ thật là học đạo là phải học vậy, chứ không có thử gì hết đó. Bắt buộc phải học vậy. Anh không học vậy là anh nói không trúng đạo Phật bao giờ. Là nói thẳng là phải nói vậy. Nhưng mà mình không có quyền bắt ép người ta. Cho nên bây giờ tôi khuyến khích tăng ni trẻ, nếu là có thể là các vị học nghe thử, nghe thử rồi nghiệm thử. Phật tử cũng vậy, Phật tử tại gia cũng vậy, cũng nghe thử rồi nghiệm thử chứ. Chứ tôi cũng không có khuyến cáo một cách là quyết liệt để bắt buộc các vị nghe tôi đâu. Bởi vì cái này khó nghe lắm. Nói là khó không có nghĩa là nghe khó rồi không nghe được, không làm được. Rất là dễ nghe, dễ hiểu,
Chỉ có cái điều mà mình thực hành là khó. Thực hành là khó. Cái khó là khó chỗ đó, chứ không phải là đạo Phật khó rồi không hiểu được, rồi không làm được nha. Bây giờ ta đi từng đọc lại một lần nữa cho nó quán xuyến. Giờ ta đi từng ý rồi. Kiến tư hoặc, kiến tư hai thứ hoặc trầm kha có nghĩa là nó mai phục ở trong đời sống mình á, giống như những con cá kình á, nó là cái thứ cá trầm mình ở dưới đáy biển, ở dưới sâu 15-20 thước nước. Có loại cá mấy chỗ biển sâu tới 30-40 thước nước, cái loại cá kình này, cá bự này nè, nó cũng ở dưới đáy biển đó. Thì mấy cái thứ quật này là gọi là quật trầm kha, nó thường trấn ngự ở trong tâm hồn của những người thường tình, của những người, tất cả mọi người, trong đó có đệ tử Phật. Nó trấn ngự ở trong tâm, trong ý, trong thức của mọi người Phật tử. Nó là hai cái thứ đó, là kêu hoặc trầm kha, nhốt buộc nhân sinh mãi lại qua. Nó không phải là cái kháp đường, nhưng mà nó là nhốt đó nha. Nó nhốt chúng sanh ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, y như là bốn cái vách tường của cái kháp đường vậy đó. Kháp đường thì ta còn thấy có vách tường, ở đây không có vách tường, vậy mà nó nhốt buộc nhân sanh. Nó không có giấy tờ mà nó vẫn nhốt. Nó không có phải là dây nhợ, như là dây thần, dây cáp, hay là dây đồng, dây chì, mà nó buộc mọi người đó. Nó nhốt rồi nó buộc tất cả cái kiếp nhân sinh đó lại qua mãi ở trong tam giới. Thậm chí là nó lọt ở trong tam đồ, là địa ngục đồ, ngạ quỷ đồ, và súc sanh đồ. Nó làm cho người ta lọt rất trong tam đồ luôn. Còn nó nhốt, giam nó nhốt buộc trói ở trong trời người Atula là chuyện bình thường. Mà nó còn làm lọt rớt ở trong tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Nhốt buộc dân sanh mãi lại qua tam giới lao tù quanh sáu nẻo. Tam giới là cái ngục tù đó. Với con người bình thường á, thì mình ở trên cái mặt đất vậy nè, ở trong cái vũ trụ này mình thấy như là mình không có bị giấu, giống như mình tự do, chứ kỳ thật mình không có tự do. Cái nhìn bằng đạo nhãn là mình là cái người bị cái lao tù tam giới này nó nhốt mình đó, rồi bị ngoài cái lao tù nhốt trong bốn phía vách ra đó, thì nó còn một cái vũ trụ bao la nữa. Cái vũ trụ bao la nó có sáu con đường, sáu nẻo thì gọi là lục đạo đó. Nếu mà mình không dùng cái chữ lao tù tam giới thì là mình còn vướng dấp quanh quẩn ở trong sáu con đường đó, là trời, đó là trời, đó là Atula, đó là người, đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Sáu con đường đó gọi là lục đạo luân hồi. Cái tâm tư, cái ý thức của mình là luôn luôn nó bị giam nhốt ở trong sáu nẻo đó đó. Có lúc nhẹ nhàng, đó là mình gọi là người mình thành sống cõi trời đó. Người nào mà thân miệng ý mà nhẹ nhàng mà thanh thoát được đó, mà vật chất tương đối không giàu nhưng mà sung sướng, sống với tâm hồn tri túc, thân miệng ý đều nhẹ nhàng, không có sự đau khổ, không có sự bực bội, không có tự quán thù, không có sự thương ghét, nó nhẹ nhàng như vậy thì gọi là lúc đó là người trời đó.
Còn lâu lâu mà có sự bực bội, đấu tranh, nảy ra ý tưởng đấu tranh vì bực bội, vì được mất cái gì đó, thì coi như nó giảm sụt xuống cái phước báo của mình, nó bị giảm sụt xuống, coi như là Atula đó. Rồi lúc nào đó mình chỉ có sống ngang bằng với nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nói theo Nho giáo gọi là ngũ thường đó. Thì lúc đó là mình đủ tư cách làm người đó. Hoặc là nói theo Đạo Phật, mình ngang bằng với Tam Quy, Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Ngang bằng với cái người là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tức là nó ngang bằng với cái tâm quy ngũ giới trong Đạo Phật đó. Thì lúc đó là mình đang lăn lộn, đang quanh quẩn ở trong cõi người đó. Tức là nhân đạo, thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo. Rồi cái lúc nào mình sụt giảm cái nhân phẩm, cái tư cách con người mình đó, thì nó xuống gọi là súc sanh đạo. Rồi còn nó đi sâu vào cái chỗ dục vọng tràn ngập đau thương, mà giải quyết không ổn được, đau khổ ngày đêm, tâm sầu mạch phát, thì lúc đó mình nó thành ra là ngã quỷ đạo. Mình đang sống vào ngã quỷ đạo, mà mình vẫn còn ngồi đây, ngồi trong cái nhà của mình đó nha. Mà mình có thể là ngã quỷ đạo, mình có thể là súc sanh đạo. Rồi khổ sở cùng cực kỳ, không giải quyết được vấn đề, sống không an mà chết không được. Và cuối cùng rồi là phải chết bằng kiểu gì đó, có nghĩa là mình là rơi vào địa ngục đạo rồi đó. Đó, thế thì lục đạo luân hồi làm ở trên cõi đời này, chứ đừng có tưởng tượng rằng là chờ cái ngày nào đó chết rồi mới đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái đó không trúng Đạo Phật đâu. Học như vậy là uổng kiếp á, vẫn đau khổ, hiện tiền vẫn đau khổ, và chết không bao giờ được cái gì. Cho nên cái đó là cái mà tôi nhắc nhở tăng ni trẻ triển khai cái đó, cũng như Phật tử tại gia cũng để ý cái đó. Tam giới lao tù quanh sáu nẻo, thênh thang đường sáng mấy ai ra. À, có đời này là đẹp đó, là thênh thang đó, là rộng rãi đó, là đường sáng đó, mà ít có người chịu ra lắm đó nghe. Không chịu ra, giống như có những con bướm, những con muỗi kỳ cục lắm. Có những con bướm nó chết cách là quan uổng á, cái cửa vậy đó, người ta mở cửa vậy đó, nó thấy đèn nó nhào vô rồi nó bay đập đập là chật chốc là rồi nó rớt cả ạch cả đuôi. Có những cái con hà, con sùng á, nó rớt ạch đuôi lộc lộc cả ở trong nhà. Cuối cùng người ta quét ra rồi chết rồi cả đống con bướm con bù hung con ấy đó, con bù xè đó, nó không có ra cửa thì nó cũng không ra, mở cửa nó cũng không ra, ở bên ngoài trống lỏng mà nó không ra, nó cứ nó quanh quẩn nó về rồi tự nó chết ở trong những ngọn đèn đó. Thành ra thênh thang đường sáng ít ra, cũng như là trời đất mênh mông vậy đó. Mà những cái con siêu thân, những cái con bướm nó không chịu ra, đã trong cái nhà lẫn quẩn rồi, hoặc người ta quét nó chết, đập nó chết, hoặc là tự nó bay trên đèn rồi nó chết, mà nó không chịu ra cái chỗ trống. Thế thì về mặt con người cũng vậy đó, cái vũ trụ bao la nhẹ nhàng trong sáng vậy đó, mà mình không chịu ra, mình quanh quẩn ở trong cái lục đạo đó. Còn ra khỏi lục đạo là giống như cái hàng A-la-hớn đó, theo giáo lý Đạo Phật đó là những cái bậc mà A-la-hớn đó là đã ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà dục giới, ra khỏi cái nhà sắc giới, ra khỏi cái nhà vô sắc giới, gọi là tam giới gia. Xuất gia giả là xuất tam giới gia. Cái người xuất gia đó là cái người ra khỏi cái nhà tam giới, chứ không phải là ra bỏ cái nhà đi vô chùa rồi cất lần mười mấy, hai ba chục, bốn năm chục cái chùa cái đó tật lất. Tôi như vậy đâu có được.
ra khỏi cái nhà tam giới mà mới là phải gọi là xuất gia. Chứ bỏ cái nhà 5 thước 20 thước mà đi sắm thêm 15, 23, 40 cái nhà minh mông đồ sộ mà mình gọi là chùa đó, chùa cũng là nhà mà bỏ cái nhà bề ngang 5 thước 6 thước chạy dài 20 thước mà đi kiếm lần cả chục 20 cái nhà minh mông mấy ngàn thước vậy đó, thì cái đó thiệt thòi lỗ lã, tự giam mình thôi. Mình không chịu ra khỏi cái nhà tam giới là coi như mình bị giam thôi. Bây giờ mình đi từ chữ này kiếm tới 2 thứ hoặc trầm kha. Do vậy mà tôi nhắc hoài, tôi nói cả đời tôi đã không biết là bao nhiêu ngàn lần á, tôi nhắc vấn đề là những cái hoặc á. Về trên bước đường tu thì mình phải nói rằng là kiến hoặc trước. Kiến hoặc là gì? Đây nha, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. 5 cái món đó gọi là kiến hoặc. Tại sao 5 món đó gọi là kiến hoặc? Là đó là cái sai lầm cạn, cái sai lầm nhẹ nhàng, cái sai lầm nông cạn, do sự nhẹ nhàng, do sự nông cạn của cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết ở trong cuộc sống mà ta vẫn bị nó tác động hoành hành. Hoặc là do thầy ta, thầy không có phải minh sư đó, gọi là thầy ta. Thầy mà kêu bằng tà tức là tà kiến đó. Thầy tà kiến nó dạy mình, nó cũng dạy, cũng có nhiệt tình dạy, nhưng mà dạy mình tu sai. Thí dụ như có những vị thầy mà nó tu mình nó ngồi nó tắm rồi biểu mình lấy nước uống, trời đất ơi, có đó, báo chí có đăng vậy mà cũng có người theo đó. À, thầy mình tắm rồi mình lấy nước ra uống để được phước, rồi thầy mình biểu những cái kỳ cục lắm, biểu mình quán tưởng cái hình ảnh của thầy mình, rồi có sự đau khổ nào đó cái kêu tên của thầy mình, kêu nhiều, kêu tha thiết vậy đó, cái rồi mình vượt qua tai qua nạn khỏi, cái đó là thuộc về tà kiến đó. Rồi có khi thầy mình nó cần số tiền ghê gớm lớn lao vậy đó, để mua này để sắm kia, hoặc là bày ra cái tượng nọ, hoặc là thậm chí là kể cả tháp chùa mà coi chừng thầy mình biểu làm tháp chùa cũng không trúng nữa nha. Chứ đừng tưởng đâu là thầy mình biểu bỏ tiền ra làm tháp làm chùa rồi mình lấy cái đó mình làm cái phước, không có phải. Mình không trừ được cái kế hoạch là mình bỏ tiền ra cỡ nào đi nữa mình cũng không có được cái gì hết. Cho nên cái chữ kiến là vậy đó, là mình thấy nghe sinh hoạt hàng ngày đi đâu mình cũng có gặp hết, mà mình làm những điều sai lầm, người ta hướng dẫn sai lầm, người ta dạy tu sai lầm, dạy học sai lầm, người ta đề xuất cái việc làm của mình sai lầm, chữ hoặc là sai lầm, mà mình không có trí tuệ mình nghe theo. Thành thí dụ thân kiến là chấp ngã ghê gớm. Cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi, các vị nhớ lại ôn lại đi. Chấp cái bản thân này, cái bản ngã này ghê gớm, nặng nề ghê gớm lắm. Gọi là thân kiến. Vậy thì cái người học Phật có phải hiểu rằng là quốc độ nguyên thủy tứ đại, thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy tứ đại, khổ không ngũ ấm vô ngã. Phải thấy cho được cái tính thế gian này là vô thường, sụp đất,
sóc thần, núi lở, đá sập, những cái đó nó có thể làm đè người, chết người, giết người, hại người. Trên thế giới này ai cũng nghe, cũng thấy, cũng biết. Thứ nhất là cái thời đại ngày nay là thời đại tin học. Một chỗ bị núi đè là tức khắc là trong đất nước nó biết liền, tức khắc kể cả thế giới cũng biết. Thí dụ như mới qua kia đây ở ngoài Nghệ An này nè, nó sập núi đã chết 13 người, rồi còn mười mấy người nữa cũng đang nguy ngập đó. Rồi một cơn bão nó dập một chiếc ghe đi đánh cá, đang tìm được mới có một vài xác, còn nhiều cái xác nữa mất tích đó. Còn bên Nhật đây là mới đây là chừng nửa tháng nó động đất đó, chết hơn 13.000 người, còn hơn 16.000 người chưa tìm được tung tích đó. Thế thì cái thấy cái nghe đó nó rất là dễ tác động vào con người mình. Thì trong cái thân kiến của mình đó là mình chấp mắt về cái tự thân. Có người quý cái thân dữ lắm, mà cái thân mình mà tất nhiên là mình không phải hủy hoại nó, nhưng mà nếu mình xem trọng nó quá, quý nó quá, cưng nó quá, chiều nó quá là khó tu lắm đó nha, đau khổ vì nó đó. Cho nên là những anh em bạn của tôi hồi trước á, cái thằng anh em bạn tôi nó làm bài thơ là dốc bào ảnh lắm người yêu tiếc. Yêu tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cái câu đó tôi cho rằng là nó có một cái trọng lượng, nó nhắc nhở cho những người đệ tử Phật lắm đó. Mình phải coi cái thân mình đây là cái hình dốc bào ảnh thôi. Bào là bọt, ảnh là cái bóng dáng, ảnh là cái bọt, bào là cái bọt nước, ảnh là cái bóng dáng. Quyển là ảo thực, là ảo thuật. Mộng là chiếm bao. Mình phải coi đó nhẹ nhàng tầm thường vậy đó. Bởi vì nó là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh xuân tượng. Do vậy cho nên là cái người tu là phải thấy cho được cái câu là vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc. Mình đừng để cho mình ở trong cái thành phần lắm người yêu tiếc cái vóc bào ảnh này. Yêu tiếc thân cho thiệt gì thân. Mình yêu tiếc nó quá, mình cưng chiều nó quá, rồi mình thỏa mãn cho nó mọi thứ yêu cầu, mà có những thứ yêu cầu sai lầm gây ra nguyên nhân đau khổ nữa mà mình không biết. Thế là cái đó mình thiệt thòi đó. Đừng có yêu tiếc thân quá để rồi thiệt gì thân. Có khi mình đáp ứng cho nó, mình chiều nó những cuộc vui. Cuộc vui những ước vô ngần. Cái vui đó là cái vui, thí dụ là nhậu nhẹt. Bên Nam là nhậu nhẹt, đi tới cái chỗ hút sách xì ke ma túy, nghiện ngập. Còn như bên nữ thì cũng ưa chơi bời, nhảy nhót này kia, trang điểm rồi cho nó đẹp đẽ. Đó là mình yêu chuộng cái vóc bào ảnh quá. Rồi mình đáp ứng cho nó những cái vui mà không lành mạnh, thành ra cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Thí dụ như Hà Nội mà không có nói cái tên đó là bảy cậu thanh niên, hai cô thiếu nữ đẹp, con nhà quý tộc, con nhà đại gia mà nhảy đầm chơi gọi là đăng xin, nhảy đầm chơi gọi là khiêu vũ, rồi tình cờ cái điện nó cúp, một cái hí trường đã bị điện cúp. Cái đó không phải hí trường mà là cái nhà riêng, cái nhà của đại gia. Tổ chức chơi có 9 người thôi, 2 nữ 7 nam, rồi nhảy nửa chừng điện cúp cái rồi lấy cái xe hơi xịn của mình đó cho nổ máy lên. Nổ máy lên để lấy cái đèn xe hơi đó làm cái đèn rọi để nhảy. Uống thuốc lắc vô nhảy rồi thuốc lắc nó hoành hành quá, cái lắc riết rồi quên hết trơn, rồi xe hơi nó xì khói là thoát khí là nhiều quá, cái này là bảy cậu và hai cô nó chết hết trơn, chết ngợp hết trơn.
Đó, thành ra cái bài đó là cuộc vui những ước vô ngần nào hay, vui vẫn là nhân trác sầu là vậy đó. Cái này nó quá tới, nó hơi vượt hơn cái trác sầu. Trác sầu chẳng hạn như là lỡ vui vậy rồi thuốc lá, rồi rượu say sưa, rồi xì ke ma túy, đó là nhân trác sầu. Mà đây nó chết luôn, chết luôn tức là nó thái quá hơn cái trác sầu, tức là chết luôn. Đó, cho nên cái câu thơ đó nó có cái ý cảnh tỉnh vậy đó. Đừng có yêu thiết thân quá. Thân kiến đây nè. Người nào mà thân kiến yêu thiết cái thân quá không tốt đâu. Rồi cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là chấp cái hồn, chết rồi còn cái hồn. Hoặc là chết rồi là cái hồn mất hẳn, không có gì hết. Đạo Phật thì không dạy vậy. Bữa nay cái bài này cũng nhắc lại vậy thôi, chứ còn tôi nói không biết nhiêu trăm lần rồi, nói nghe chán kìa. Nói tới là nghe chán kìa. Mà cái này mà chán chừng nào là hay chừng đấy. Nghĩa là làm sao mà nói tới biên kiến là đừng chấp thường mà đừng chấp đoạn. Đừng cho rằng là chết rồi còn cái hồn vĩnh viễn, dầu cái hồn đó là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cũng không có cái hồn đó. Dầu cái hồn đó là giảng sanh cực lạc Tây Phương ở bên phía mặt trời lặn, cũng không có cái hồn đó. Dầu cái hồn đó là nhảy lên bàn tổ ngồi để dỗ tổ mỗi năm, cũng không có cái hồn đó. Dầu là ông con cháu làm quan làm quyền đi nữa, mà nó mỗi năm nó cúng mình cái dỗ rất là lớn, cũng không có cái hồn đó. Phải hiểu như vậy nó mới hiểu đạo Phật. Nghĩa là phải xa rời đoạn kiếp, hoặc là xa rời thường kiếp, gọi đó là biên kiến. Còn tà kiến là người ta biểu mình đi châu đốc một để cúng lại bà gì đó để làm ăn khác, không lại. Ta mời đi châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc bốn, không tin. Bởi vì đã là châu đốc chứ không thể châu đốc hai là ở Trà Vinh, châu đốc ba là ở Lâm Đồng chỗ ông thầy Từ Thông, không có. Ông thầy Từ Thông mà có ngu đi nữa làm cái miễu bà châu đốc ba đi nữa rồi mấy vị cũng đừng đi lại. Ông ngu quá là sẽ kệ ổng. Ông năn nỉ ông mượn tiền ta, ông cất chùa để ông thờ cho đốc ba mà ở tại Long Đồng đó, đừng có cúng với cái ông Từ Thông. Ông nó ngu quá. Đã châu đốc thì tại tỉnh châu đốc chứ sao lại châu đốc ba ở Long Đồng. Cái thằng ngu như vậy mà mình đem tiền mình cúng cho nó ăn là sao? Tới là mình ngu hơn cái thằng đó nữa à. Đó, cái đó tôi nói nó mạnh kiểu đó, người ta ta ghét dữ lắm đây à. Nhưng mà ta ghét chứ tôi đâu có làm châu đốc ba ở Lâm Đồng đâu. Còn ai đó nếu ghét thì đừng làm châu đốc bốn ở Trà Vinh. Người nào ghét nữa thì đừng làm châu đốc năm ở Bạc Liêu. Thì đâu có gì đâu ghét tôi. Tại mấy người làm gian xảo vậy mấy người ghét tôi. Ghét thì cứ chửi tôi đi, cứ bỏ. Chứ cái lý lẽ tôi nói đúng quá rồi, chẳng lẽ tôi không dám nói à. Đã châu đốc thì bà châu đốc là ở tại châu đốc, sao lại châu đốc bốn là ở Bạc Liêu là sao? Cái châu đốc ba là ông Từ Thông là ở Lâm Đồng là sao? Vậy mà người ta nghe được người ta vẫn đi cúng ào ào đó. Cúng à, cúng cái miễu để làm bà châu đốc ba ở Lâm Đồng à. Cho nên nói nó đau lắm. Nó đụng người ta, nó nhức nhối người ta rồi người ta ghét. Nhưng mà chẳng lẽ trên đời này ai ghét mình cũng sợ, rồi ai thương mình cũng mừng hết hay sao? Những cái người mà ăn chơi bè phè phởn, làm những điều tội lỗi vậy mà họ tân bốc mình, họ thương mình, họ quý mình, cái rồi mình cũng chịu nữa sao? Đâu có được. Thương là ai thương chứ? Hiền thánh thương, những bậc giải thoát giác ngộ ta thương mình mới quý chứ. Cho những người mà ăn chơi bời trác tác, làm những điều tội lỗi mà tân bốc mình thương mình vậy là mình cũng được danh vọng địa vị, mình cũng đáng quý nữa hay sao? Không được. Cho nên là cứ nói sự thật vậy đó. Còn là thương ghét là tùy người thôi. Thành ra cái kiến quật thứ hai đó là, cái thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến, là không được chấp đoạn, không được chấp thường. Cái thứ ba là tà kiến, không có được châu đốc một, châu đốc ba, châu đốc bốn gì hết trơn á. Kể cả ông Từ Thông đang ở Lâm Đồng
mà lập cho đông bà ba ở Lâm Đồng cũng không cúng, không nghe, không lại, mà còn chống nữa cơ. Đó, ông lừa đảo tụi tôi. Đã là châu đốc thì sao lại ở Lâm Đồng là sao? Bà chú xứ ở châu đốc là ta có một bà thôi, mà ông gian manh xảo trá, ông lập ra, ông dựa vào cái quy linh của chú xứ mà người ta đồn đại là linh, chứ người ta không có linh. Rồi ông lập ra châu đốc ba ở Lâm Đồng để ông dụ người ta là sao? Ông gian manh cỡ vậy đó mà ông biểu tụi tôi kích luôn là sao được? Tụi tôi là người có trí chứ, tụi tôi đâu phải là người ngu mà đi nghe cái gian xảo của ông. Vì vậy mà ông Từ Thông này mà có lập châu đốc ba ở tại Lâm Đồng, ở huyện Lâm Hà cũng không lại, không cúng. Vậy đó mới gọi là người trí. Mình phải có trí của mình chứ. Tà kiến đó, rồi kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là thí dụ như là hồi đó giờ mình nghe người ta nói gì sai lầm rồi, bây giờ ông Từ Thông này ông nói vậy ra mà mình cũng vẫn cứ không nghe đó. Mình nghe ông thầy mình nói rằng châu đốc bốn là ở Bạc Liêu, rồi bây giờ ông thầy Từ Thông này ông nói đã là châu đốc thì không có châu đốc bốn gì hết hả? Châu đốc bà chú xứ châu đốc là châu đốc, chứ mà bà chú xứ châu đốc bốn ở Bạc Liêu là trật. Vậy mà tao nói vậy mà cô không chịu nghe. Rồi chú xứ hai là ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vậy đó mà mình cũng nghe. Mà ông Từ Thông ông nói vậy cái mình nghe mình ghét ổng đó. Cái đó ta gọi là kiến thủ kiến đó. Còn giới cấm thủ kiến là thí dụ như là mình tu trật lắc à, mình tu trật lắc à, nghĩa là mình tu mình giữ giới trật lắc à. Thí dụ như mình đi chùa mình thấy kiến thì mình bắt mình bỏ trên tóc mình á. Nói vậy sao là vì con kiến đó nếu mà để hồi người ta đạo nó chết, cho nên là mình thương nó, mình bắt kiến mình để trên đầu mình á. Cái đó là mình giữ giới cách sai lầm đó, gọi là kiến thủ kiến đó. Rồi câu chuyện trong đạo Phật thì hồi xưa có ông thầy đó, ông hòa thượng đó, ông tu tới giờ ông ngồi thiền là trong chùa có con mèo nó nhảy rột rẹt rồi đem đi bắt chuột ra ăn. Rồi tới giờ ngồi thiền là ông biểu đệ tử bắt con mèo nó nhốt vào trong cái bội á, nhốt trong cái bội để cho nó không có nhảy, nó không có phá, nó không có quậy chuột. Thế thì sao ông thầy nó chết rồi đó, mấy thằng đệ tử nó đi mua 2-3 con mèo hả? Tới cái giờ mà đến kiện can can gọi là đi ngồi thiền, cái nó cũng bắt mèo nó nhốt có hàng ở dưới ở trong phòng nó. Thế thì cái đó gọi là giới cấm thủ kiến, nghĩa là mình giữ một cái lề lối, một cái đạo lý nó trật lất, nó không có tương quan gì hết. Ông thầy là bất đắc dĩ là có con mèo ta phải nhốt, bây giờ không có mèo mình đi mua mèo gì mình nhốt để mình ngồi thiền là nó trật quá rồi. Vậy mà cũng vẫn có người làm đó. Đó là gọi là kiến hoặc là cái đó đó. Thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, làm cái món đó gọi là kiến hoặc là gì? Cái sai lầm đó là nó do thầy tà bản xấu, do cái tập quán của xã hội bài đặt mà không có chính đáng, không có chân lý. Vậy mà mình cũng nghe theo, mình không sửa được, không bỏ được. Thế thì cái sai lầm đó ta gọi là kiến hoặc, là cái sai lầm do cái thấy, cái nghe, cái xúc, cái biết, do hoàn cảnh xã hội thầy tà bản xấu là đặt để ra, bày ra mà mình vẫn làm theo hoài, mình không bỏ được. Thí dụ như là gần Tết cái mua cò ba ngựa chạy về, mình đưa ông Táo về trời, là cái đó cũng cái bậy đó. Đạo Phật thiệt á là không làm cái đó, mà người ta nói mình cũng không nghe, thầy giảng mình cũng không nghe. Thế thì bữa nay nó mới nói kiến hoặc thôi, còn tư hoặc là nói chưa hết. Mà giờ hết giờ rồi, thôi thầy xin ngừng ở đây vậy. Nói vậy đó, mong rằng là tăng ni trẻ là cởi mở lòng ra, đừng chiều dục tình ha, để mà nhận thức. Thử coi. Cởi mở lòng ra, đừng chiều dục tình ngược dòng.
luân hồi thì đâu có chi thăng đến niết bàn. Sanh tử ngày nay vì chứng ân ai, vì chứng ân ai là bao nguyên nhân cửa ngục u đô. Coi mở lòng ra đừng chiều dục tình, ngục dòng luân hồi thì đâu khó chi thăng đến niết bàn, thì đâu khó chi thăng đến niết bàn. Đấy, hát vậy đó, chịu nghe không chịu thôi không sao. Rồi tôi xin chào, chúc an lành hạnh phúc. À Di Đà Phật. Chơi mà, tất cả đều chơi hết.